Mời cộng đoàn cùng lắng nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Chúa Nhật Ba Mùa Chay 5B Đền thờ, nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em Trưa chủ Nhật ngày 3 tháng 3 Từ cửa sổ dinh tông tòa Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin Với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh phê -rô. Trước khi đọc kinh Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật Ba Mùa Chay 5B. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh cứng rắn, Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Người xua đuổi những người bán hàng, lật đổ quầy đổi tiền và cảnh cáo người ta bằng câu nói, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Chúng ta dừng lại một chút về sự tương phản giữa nhà và chợ, thật vậy, đây là hai cách khác nhau khi đặt mình trước Chúa. Nơi đền thờ, được hiểu như một cái chợ, thì để cảm thấy an tâm với Chúa, người ta chỉ cần mua một con chiên, trả tiền và toàn thiêu nó trên lửa của bàn thờ mua trả tiền toàn thiêu và sau đó mỗi người về nhà mình tuy nhiên nơi đền thờ được hiểu như một ngôi nhà thì xảy ra ngược lại người ta đến gặp chúa ở với người và với anh chị em để chia sẻ niềm vui nỗi buồn như vậy ở chợ thì người ta chú tâm đến giá cả ở nhà thì không tính toán ở chợ thì tìm lợi ích riêng ở nhà thì cho đi cách quảng đại Chúa Giêsu hôm nay cũng cứng rắn vì người không chấp nhận kiểu đền thờ chợ thay thế đền thờ nhà. Người không chấp nhận một tương quan xa cách và mang tính thương mại với Thiên Chúa, nhưng gần gũi và tin tưởng. Người không chấp nhận các quầy hàng thay thế bàn ăn gia đình, giá cả thay thế những cái ôm, và những đồng tiền thay thế những âu yếm. Tại sao Chúa Giêsu không chấp nhận điều này? Bởi vì như thế, người ta tạo nên một rào chắn giữa Thiên Chúa và con người, giữa anh em với nhau, trong khi Chúa Kitô đến để mang lại sự hiệp thông, lòng thương xót, nghĩa là tha thứ và sự gần gũi. Lời mời gọi hôm nay cho hành trình mùa chay của chúng ta là làm cho chính chúng ta và những gì xung quanh chúng ta thành nhà hơn và bớt chợ hơn. Trước hết là với Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện nhiều, như những người con tin tưởng không mệt mỏi gõ cửa Cha mình, chứ không như những thương lái cò kèo và hoài nghi. Và sau đó là hướng đến anh chị em, cần nhiều tình huynh đệ. Chúng ta hãy nghĩ đến sự im lặng đáng xấu hổ cô lập đôi khi thậm chí thù địch mà chúng ta gặp ở nhiều nơi do đó chúng ta hãy tự hỏi trước hết việc cầu nguyện của tôi thế nào đó là cái giá phải trả hay đó là khoảnh khắc tin tưởng buông mình nơi tôi không nhìn đồng hồ và mối tương quan của tôi với người khác như thế nào tôi có biết cho đi mà không cần chờ đáp lại không tôi có biết đi bước đầu tiên để phá vỡ những bức tường im lặng và những trống không của khoảng cách không đây là những câu hỏi chúng ta phải tự đặt ra cho mình xin mẹ maria giúp chúng ta tạo nên ngôi nhà với thiên chúa giữa chúng ta và xung quanh chúng ta sau kinh truyền tin đức thánh cha lặp lại sự đau buồn với những đau khổ của các dân tộc palestine và israel với hàng ngàn người chết bị thương chạy trốn phá hủy đặc biệt đối với những trẻ em và những người không có gì để tự vệ đức thánh cha nói tôi tự hỏi có thật người ta nghĩ là sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách này người ta có nghĩ là sẽ đạt đến hòa bình bằng cách này xin vui lòng hãy nói đủ rồi. Hãy dừng lại. Hãy can đảm tiếp tục đàm phán để ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và toàn khu vực. Ngài cũng không quên cầu nguyện cho dân tộc tử đạo Ukraine. Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày 5 tháng 3 sắp tới là ngày quốc tế nhận thức về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bao nhiêu tài nguyên bị phí phạm cho vũ khí, vốn gây nên tình trạng hiện nay và còn tiếp tục gia tăng ước gì cộng đồng quốc tế ý thức sống động về việc giải trừ vũ khí là một nhiệm vụ và chúng ta luôn phải nhớ trong đầu. Và điều này đòi hỏi sự can đảm của tất cả các thành viên của đại gia đình các quốc gia để đi từ sự cân bằng sợ hãi sang cân bằng tin tưởng. Cuối cùng, Đức Thánh cha chào các nhóm tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Ferro trong buổi đọc kinh truyền tin và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài. Hai, Đức Thánh Phanxicô khi đau khổ, hãy đến với Chúa vì Người luôn đồng hành với chúng ta. Sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024, trong bài nói chuyện với nhóm các phụ huynh bị mất con của Hiệp hội Tali Ta Khung đến từ tỉnh -sen Gia của Ý, Đức Thánh Cha mời gọi họ chạy đến với Chúa trong đau khổ và nhắc rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta và đưa tay nâng chúng ta dậy. Điều đầu tiên Đức Thánh Cha muốn nói với những người đau khổ qua bài nói chuyện được Đức ông Chi Ampa đọc là nhìn vào gương mặt họ, chào đón những câu chuyện của họ với vòng tay rộng mở, xoa dịu con tim của họ bắt chước cảm xúc và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu trước nỗi đau. Ngài nói tiếp rằng nỗi đau mất con không chấp nhận những mô tả mang tính lý thuyết và bác bỏ sự tầm thường của những lời lẽ mang tính tôn giáo hay tình cảm. Do đó, chúng ta được mời gọi bắt chước cảm xúc và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu trước nỗi đau, điều khiến người trải nghiệm nỗi đau khổ của thế giới trong chính xác thịt của người. Hãy cứ bám vào những lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng nói rằng khi nỗi đau quá lớn và không thể giải thích hãy cứ bám vào những lời cầu nguyện đêm ngày ngay cả bằng những câu hỏi luôn vang lên trong lòng tại sao thưa chúa tại sao điều này lại xảy ra với con tại sao chúa không can thiệp những câu hỏi này mang lại sức mạnh để tiến về phía trước đức thánh cha nói rằng đè nén bóp nghẹt nỗi đau không loại bỏ được tổn thương nhưng những câu hỏi được đặt ra với chúa như một tiếng kêu là điều lành mạnh đó là lời cầu nguyện Chúng trở thành bước đầu tiên của lời cầu nguyện và mở ra cho chúng ta sự an ủi và bình an nội tâm mà Chúa không bao giờ thất bại trong việc ban tặng. Trong đau khổ, câu trả lời đầu tiên của Thiên Chúa là đồng hành với chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại câu chuyện Chúa Giêsu làm cho người con đã chết của người trưởng hội đường Do Thái được sống lại trong tin mừng Thánh Mắc Cô và nói rằng trong đau khổ, câu trả lời đầu tiên của Thiên Chúa không phải là một diễn văn hay một lý thuyết, nhưng là đồng hành với chúng ta, ở bên cạnh chúng ta. Chúa Giêsu đã để mình chạm đến nỗi đau của chúng ta, người đã đi cùng con đường với chúng ta và không để chúng ta cô đơn, nhưng giải thoát chúng ta khỏi sức nặng đang đè nén chúng ta bằng cách mang nó vì chúng ta và với chúng ta. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa sẽ nắm tay những đứa con đã chết và nâng họ dậy, cũng như nâng dậy các cha mẹ đau khổ để họ không mất hy vọng và mất niềm vui sống. 3. Đức Thánh Phan Cô, cuộc sống con người là một ơn gọi gặp gỡ người tham gia hội thảo quốc tế người nam người nữ hình ảnh của thiên chúa. Vì một nhân học về ơn gọi, Đức Thánh Cha nhắc lại một chân lý cơ bản và nền tảng mà ngày nay mỗi người chúng ta cần tái khám phá với tất cả vẻ đẹp của nó. Đời sống con người là một ơn gọi. Ý thức hệ về giống xóa bỏ tính nhân văn. Trước hết, sau lời chào ngắn gọn, Đức Thánh Cha phê bình ý thức hệ về giống, vốn xóa bỏ những khác biệt, nó đang xóa bỏ tính nhân văn. Ngài đã nhiều lần lên án nó trong quá khứ gọi đó là sự thực dân hóa về ý thức hệ, sai lầm của tâm trí con người, biểu hiện của sự thất vọng và cam chịu, sóng thần, chiến tranh hôn nhân hay bất chính và vô cùng nguy hiểm. Hôm nay, một lần nữa Đức Thánh Cha Phan Xì Cô coi ý thức hệ về giống là mối nguy hiểm ngày nay và tuyên bố rằng Ngài đã yêu cầu thực hiện các nghiên cứu về hệ tư tưởng xấu xa này của thời đại chúng ta, hệ tư tưởng hủy bỏ những khác biệt và khiến mọi thứ trở nên giống nhau. Vào tháng 6 năm 2019, Bộ Giáo dục Công giáo lúc bấy giờ đã xuất bản một tài liệu có tựa đề Người đã tạo dựng nên họ nam và nữ, để có một cách đối thoại về vấn đề giới tính trong giáo dục, một công cụ hữu ích để giải quyết cuộc tranh luận về tình dục con người và những thách thức nổi lên trong thời điểm giáo dục khẩn cấp hiện nay. Hôm nay Đức Phanxicô giải thích rằng việc suy tư về chủ đề này vẫn tiếp tục. 4. Con người là một ơn gọi. Vì vẫn còn bị cảm, bài diễn văn của Đức Thánh cha được Đức ông Chiampanenli đọc. Đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn bằng cách nhắc lại lời của Đức Hồng Y Mark Aulet rằng chúng ta chưa phải là những vị thánh, nhưng chúng ta hy vọng sẽ luôn ở trên con đường trở thành một vị thánh. Đây là ơn gọi đầu tiên mà chúng ta đã nhận được. Nhìn các ơn gọi dưới chiều kích nhân học, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng con người là một ơn gọi. Ngài giải thích, mỗi người chúng ta, cả trong những lựa chọn quan trọng liên quan đến một bậc sống cũng như trong vô số cơ hội và hoàn cảnh mà chúng được thực hiện và cấu thành đều khám phá và thể hiện mình như được mời gọi như một ơn gọi như một con người nhận ra chính mình trong việc lắng nghe và đáp lại chia sẻ con người và các tài năng của mình với người khác vì lợi ích chung một hữu thể trong các mối quan hệ đức thánh cha nói rằng khám phá này đưa chúng ta ra khỏi sự cô lập của một cái tôi tự quy chiếu và khiến chúng ta nhìn bản thân như một căn tính trong mối quan hệ mối quan hệ với người sinh ra mình với thực tại siêu việt với tha nhân và thế giới xung quanh tôi được mời gọi thực hiện một sứ mạng cụ thể và cá nhân với niềm vui và trách nhiệm ngài khẳng định chân lý nhân học này là nền tảng vì nó đáp ứng trọn vẹn ước muốn đạt được sự viên mãn và hạnh phúc của con người đang sống trong tâm hồn chúng ta năm sự hiện hữu của chúng ta là một kế hoạch của thiên chúa tuy nhiên đức thánh cha nhận định trong bối cảnh văn hóa ngày nay đôi khi chúng ta có xu hướng quên đi hoặc che khuất thực tại này có nguy cơ giản lược con người chỉ vào những nhu cầu vật chất hoặc những nhu cầu cơ bản như thể họ là một vật thể không có lương tâm và ý chí chỉ đơn giản bị cuộc sống kéo lê như một phần của một thiết bị cơ khí trái lại người nam và người nữ được thiên chúa tạo dựng và là hình ảnh của đấng tạo hóa nghĩa là họ mang trong mình niềm khao khát vĩnh cửu và hạnh phúc mà chính thiên chúa đã gieo vào lòng họ và họ được mời gọi thực hiện qua một ơn gọi cụ thể vì lý do này trong chúng ta tồn tại một sự căng thẳng nội tâm lành mạnh mà chúng ta không bao giờ được bóp nghẹt chúng ta được mời gọi đến hạnh phúc đến sự sống sung mãn đến một điều gì đó cao cả mà thiên chúa đã tiền định cho chúng ta cuộc đời của mỗi chúng ta không có ngoại lệ không phải là một sự tình cờ sự tồn tại của chúng ta trên thế giới không chỉ là kết quả của sự ngẫu nhiên mà chúng ta là một phần của kế hoạch tình yêu và chúng ta được mời gọi thoát ra khỏi chính mình và nhận ra điều đó cho chính mình và cho người khác 7. Đức Thánh Cha đón tiếp những người dễ bị tổn thương như Chúa đã làm. Ngày 1 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của hội nghị ngai tòa chào đón. Ngài mời gọi mọi người đón tiếp những người dễ bị tổn thương như Chúa đã thực hiện trong tin mừng. Hội nghị ngai tòa chào đón đang diễn ra trong những ngày này tại thị trấn Sacrofano, cách Roma khoảng 30 km về phía Bắc. Khóa đào tạo tập hợp các giáo viên và học giả từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau để cung cấp kiến thức về cách đón tiếp những người khốn khó. Trong bài nói chuyện, sau khi cảm ơn và khen ngợi các nữ tu của Hiệp hội Do Múc đã có sáng kiến tổ chức sự kiện này, Đức Thánh Cha nhận xét về chương trình đang diễn ra trong những ngày này của các tham dự viên là rất phong phú và thú vị, với việc đặt trọng tâm vào tính dễ bị tổn thương. Vì thế Ngài đưa ra một số ý tưởng giúp mọi người suy tư và tiếp tục bước đi. Đầu tiên để có thể chào đón những anh chị em dễ bị tổn thương, mỗi người phải cảm nhận rằng chính mình cũng là người dễ bị tổn thương và đã được Chúa Kitô đón nhận. Trong điều này, Chúa luôn đi trước chúng ta, người đã trở nên dễ bị tổn thương trong cuộc khổ nạn, đón nhận sự yếu đuối của chúng ta để nhờ người chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu đã dành phần lớn sứ vụ công khai để gặp gỡ người nghèo và người bệnh. Các môn đệ đã chứng kiến cách người đón tiếp, gần gũi thể hiện lòng trắc ẩn, sự dịu dàng với dân chúng. Và sau phục sinh, thánh thần đã khắc sâu vào các môn đệ lối sống này. Như thế, thánh thần luôn huấn luyện mọi người nên thánh qua việc yêu thương những người dễ bị tổn thương như Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói đến điểm cuối cùng mà ngài muốn để lại cho các tham dự viên trong tin mừng, những người nghèo, người dễ bị tổn thương, không phải là đối tượng, nhưng cùng với Chúa Giêsu, họ là những nhân vật chính loan báo nước Thiên Chúa. Ngài mời gọi mọi người thường xuyên đọc lại đoạn tin mừng thánh mắt cô về câu chuyện anh mù ba ti mê ở thành Jericho. Sau khi được Chúa chữa, anh đã đi theo Chúa. Theo Đức Thánh Cha chỉ có Chúa Giêsu nhận ra anh giữa đám đông và sự ồn ào, lắng nghe tiếng kêu đầy đức tin của anh. Và anh, nhờ đức tin vào Chúa, được sáng mắt, lên đường đi theo Chúa Giêsu và trở thành nhân chứng của người. Đức Thánh Cha kết luận, những người dễ bị tổn thương, được gặp gỡ và chào đón với ân sủng của Chúa Kitô và với phong cách của người, có thể là sự hiện diện của tin mừng trong cộng đoàn tín hữu và xã hội. 8. Ít nhất 15 người chết trong vụ tấn công khủng bố trong thánh lễ tại Burkina Faso. Trong một thông cáo của giáo phận Dori ở Burkina Faso, Đức cha Laurent Bifure Dabire cho biết rằng một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra khi cộng đồng công giáo ở làng Esakane của Burkina Faso đang dâng thánh lễ khiến cho ít nhất 15 tín hữu thiệt mạng. Trong số các nạn nhân, 12 người chết tại chỗ, 3 người do vết thương quá nặng. Ngoài ra, theo báo cáo, còn có 2 người bị thương. Theo nguồn tin báo chí, vụ tấn công được thực hiện bởi những người có vũ trang bên trong nhà thờ công giáo ở Esakane. Đức giám mục của giáo phận Dori viết trong thông cáo được báo chí địa phương loan tin, với niềm tin và hy vọng, chúng tôi kêu gọi sự chú ý của anh chị em đến vụ tấn công khủng bố mà cộng đồng công giáo ở Esakane Village phải gánh chịu ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2024, khi họ đang tập trung để cầu nguyện vào Chúa Nhật. Ngài nói tiếp, trong những hoàn cảnh đau thương này, chúng tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho sự yên nghỉ đời đời của những người đã chết trong đức tin, chữa lành những người bị thương và an ủi những tâm hồn đau buồn. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của những người tiếp tục gieo rắc chết chóc và hoang tàn ở đất nước chúng ta. Kết thúc thông cáo, Đức Cha xin cho những nỗ lực sám hối và cầu nguyện của chúng ta trong mùa chay này mang lại hòa bình và an ninh cho đất nước Burkina Faso của chúng ta. 9. Đại diện dòng Phan ở Thánh Địa, ở Gaza dân chúng chết đói hai lần. Cha Irahim Fatat, Phó bề trên dòng Phan tại Thánh Địa nói với hãng tin sơ của Hội đồng Giám mục Ý ở Gaza dân chúng chết đói hai lần vì viện trợ nhân đạo không đến, bị từ chối và dân chúng chết khi xếp hàng chờ một miếng bánh mì. Cha Pha Tát mạnh mẽ nói về cái chết của 112 người Palestine và 800 người bị thương vào ngày 29 tháng 2 tại thành phố Gaza trong khi cố gắng lấy thực phẩm từ một đoàn xe nhân đạo gồm 38 chiếc. Quân đội Israel xác nhận họ đã nổ súng vào đám đông vì cho rằng đó là mối đe dọa vì đoàn người tới quá gần xe tăng, nhưng sau đó, trong cuộc họp báo, họ lại nói rằng nguyên nhân cái chết của người Palestine là do đám đông và những chiếc xe tải đã tông vào họ trong khi cố gắng thực hiện cuộc tuần hành. Tuy nhiên các nguồn tin y tế của Palestine cho biết hàng chục thi thể với vết thương do đạn bắn. Cha pha tác tố cáo, thật tai tiếng khi ở Gaza cũng như ở các nước khác trên thế giới, ngày nay vào năm 2024, người dân đang đang chết đói. Hàng trăm xe tải dừng lại ở biên giới nhưng việc nhập cảnh bị ngăn cản hoặc hạn chế ở Gaza người ta chết đói hai lần vì viện trợ nhân đạo không đến, bị từ chối và người ta chết khi xếp hàng chờ một miếng bánh mì. là người từng nỗ lực đưa các trẻ em bị thương từ Gaza đến ý điều trị, cha Pha Tác nói đến tình hình hiện nay với hàng trăm người đang cố gắng kiếm thức ăn để không chết đói, nước uống để tránh chết khác đã bị giết và bị thương trong một cuộc tấn công bạo lực và phi lý. cha kết luận tôi tự hỏi làm thế nào có thể ngăn chặn cuộc thảm sát không ngừng này. Tôi tự hỏi làm sao con người có thể tấn công những người bất lực, yếu đuối vì đói, có thể tấn công những trẻ em mệt mỏi và sợ hãi sau những năm tháng chiến tranh. Ngài đặt thêm câu hỏi, ai sẽ trả lời trước Chúa và lịch sử về tội ác này? Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Những kẻ tấn công người yếu đuối và đói khác phải có trách nhiệm, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm nếu chúng ta không ngăn chặn cái ác và coi thường sự sống. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trước chiến tranh con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen